Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin ông Trịnh Văn Chiến nộp tiền khắc phục hậu quả của vụ án Hạc Thành Tower ngày 2 tháng 1 năm 2024. AFA tiếng Việt loan tin cựu bí thư và chủ tịch Thanh Hóa nộp 45 tỷ đồng khắc phục hậu quả trong vụ án Hạc Thành Tower. Theo đó, cựu bí thư và chủ tịch tỉnh Thanh Hóa đã nộp mỗi người 22,5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả sau khi bị khởi tố trong một vụ án tham nhũng liên quan đến dự án Hạc Thành Tower ở thành phố Thanh Hóa. AFA cho hay, theo truyền thông nhà nước hôm 2 tháng 1, Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận cựu bí thư Trịnh Văn Chiến và cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh này là Nguyễn Đình Xứng đã nộp tiền vào tài khoản tạm giữ của cơ quan công an nhằm khắc phục hậu quả trong hành vi đang bị điều tra. Các bị can khác trong vụ án cũng đã nộp tiền khắc phục, nhưng cơ quan chức năng không cho biết cụ thể là bao nhiêu. Hình ảnh bản tin trên AFA. Theo AFA, ông Trịnh Văn Chiến vào tối ngày 29 tháng 12 năm 2023 bị khởi tố, bị khám nhà và bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Ông Chiến bị cáo buộc tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Trước đó, ngày 21 tháng 10 năm 2023, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú với ông Nguyễn Đình Xứng, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa về cùng tội danh. AFA dẫn cáo buộc của Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết năm 2013, ông Chiến với vai trò chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp chỉ đạo việc tính tiền sử dụng đất cho công ty Sông Mã tại dự án Hạc Thành Tower theo đơn giá thấp hơn mức giá thực, làm thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 55,8 tỷ đồng. AFA cho biết dự án Hạc Thành Tower ở thành phố Thanh Hóa có diện tích hơn 2.900 m², nằm ở vị trí được cho là đắc địa của thành phố, là tuyến phố trung tâm buôn bán sầm uất bậc nhất thành phố Thanh Hóa. Hình ảnh ông Trịnh Văn Chiến bị kỷ luật đảng. Theo truyền thông nhà nước, dự án đã đi vào hoạt động nhiều năm. Hiện các tòa nhà được doanh nghiệp chuyển nhượng hoặc cho thuê làm trụ sở ngân hàng, khách sạn, nhà hàng, spa. AFA cho biết thêm, ngoài cựu bí thư và cựu chủ tịch tỉnh, một loạt các quan chức khác thuộc tỉnh này cũng đã bị bắt giữ với cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí trong vụ án này. Những người bị bắt giữ bao gồm bà Đinh Cẩm Vân, cựu giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa, ông Nguyễn Bá Hùng, cựu phó giám đốc Sở Tài chính, ông Văn Xuân Hùng, cựu trưởng phòng quản lý công sản giá cả Sở Tài chính đã nghỉ hưu, ông Cù Đình Hiền, cựu phó chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, và ông Bùi Văn Nam, cựu phó phòng kinh tế tài chính thuộc văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Hình ảnh vụ tai tiếng với hot girl Quỳnh Anh. Trước đó, Bảo Dân Trí ngày 2 tháng 10 năm 2023 cho hay, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định kỷ luật ông Trịnh Văn Chiến tại Hội nghị Trung ương 8 với lý do suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm. Không chỉ riêng ông Chiến, Bộ Chính trị quyết định kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2010-2015 và nhiệm kỳ 2015-2020. Từ năm 2017, ông Trịnh Văn Chiến đã dính scandal nâng đỡ không trong sáng với hot girl Quỳnh Anh của Thanh Hóa. Theo đó, cô Trần Vũ Quỳnh Anh sinh năm 1986, có quá trình thăng tiến thần tốc và sở hữu nhiều biệt thự, xe sang. Báo Dân Trí dẫn hồ sơ của cơ quan chức năng cho biết cô Quỳnh Anh từng làm tạp vụ tại Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa, nhưng chỉ trong vòng 4 năm, cô từ một nhân viên thuộc trung tâm của Sở Xây dựng vào tháng 1 năm 2021, nhanh chóng trở thành một trưởng phòng thuộc sở này năm 2015. Dư luận cho rằng cô Quỳnh Anh là bồ nhí của bí thư Trịnh Văn Chiến và hai con của cô là con của ông Chiến. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm D với bản tin ông Trịnh Văn Chiến nộp tiền khắc phục hậu quả vụ án Hạc Thành Tower. Đảng siết cổ dân để cải cách tiền lương hay nuôi tham nhũng. Lương tổng bí thư chưa tới 1.000 USD một tháng, hầu hết trong tứ trụ đều tương đương. Đây là lương ở vị trí có chức vụ cao nhất trong hệ thống, mà còn như vậy thì lương các chức vụ khác làm sao đủ sống. Tuy nhiên,
Ở Việt Nam, một quan phường cũng có thể đủ thu nhập để mua nhà, mua xe và cho con đi du học nước ngoài. Trong khi tiền lương của họ thì không đủ chi phí cho tiền xăng và bảo trì xe. Toàn hệ thống đều như thế, không ai chết đói, dù chỉ là cán bộ phường. Hình ảnh tăng thu ngân sách thì chỉ có dân bị siết cổ. Mới đây, ông Vương Đình Huệ nói rằng tăng thu ngân sách dành 40% cho cải cách tiền lương, không nói xuôi nói ngược. Ông Chủ tịch Quốc hội chỉ nói tránh, chứ tăng thu ngân sách chính là siết cổ dân và doanh nghiệp. Việt Nam là quốc gia thuộc loại siêu cao thuế nặng, mà lại siết cổ dân để trả lương cán bộ thì dân nào chịu thấu. Việc cải cách tiền lương cho bộ máy chính quyền là cần thiết, tuy nhiên cần phải làm tương tự như các nước dân chủ thì mới không đè thêm gánh nặng lên vai của người dân. Trước hết, phải tinh gọn bộ máy đến mức gọn nhất có thể. Lấy ví dụ ở chính phủ, chỉ cần một ông phó thủ tướng như Nhật Bản thì tiền lương của 4 ông phó thủ tướng đem dồn lại cho một ông, tức là lúc đó lương phó thủ tướng sẽ đủ sống. Tương tự ở các bộ, giảm số lượng thứ trưởng, dồn lương của các vị trí này cho một người thì lương của lãnh đạo sẽ tăng gấp nhiều lần. Tuyển 4 bù 1 thì dù có siết cổ dân cũng chưa chắc đủ nuôi thành phần phình ra của bộ máy. Mặt khác, chính quyền Việt Nam có bộ máy song trùng, nghĩa là bộ máy đảng và bộ máy nhà nước tồn tại song hành. Người dân phải gắn hai bộ máy khổng lồ này. Trong khi đó, ở các nước dân chủ, người dân chỉ nuôi một bộ máy nhà nước. Các đảng phái chính trị muốn hoạt động thì phải tự thân vận động, chứ dân không có trách nhiệm phải nuôi bộ máy này. Nếu Đảng Cộng sản Việt Nam cũng hoạt động giống như hệ thống dân chủ, nghĩa là tự thân vận động, tự tìm nguồn tài chính để duy trì, thì lương của cán bộ đảng sẽ được dồn cho bộ máy nhà nước. Lúc đó, lương cán bộ quan chức Việt Nam sẽ không thấp hơn lương của quan chức các nước trong khu vực. Ngoài ra, ở Việt Nam, có tồn tại đầy rẫy các hội, hiệp hội do nhà nước đặt ra và nuôi dưỡng, ví dụ Liên đoàn Lao động Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Phụ nữ, Hội Nhà văn, Hội Nông dân, v.v. Nếu đảng cắt hết ngân sách nhà nước của những hội này để họ tự thu chi, đồng thời cho phép dân tự do lập hội như các nước dân chủ, thì tiền lương của cán bộ các hội này sẽ được cộng dồn vào lương công chức. Muốn tổ chức bộ máy khoa học và hiệu quả thì việc tinh giảm biên chế cho bộ máy phải đi đôi với cải cách tiền lương. Người dân Việt Nam vốn đã rất khốn khổ vì siêu cao thuế nặng, không thể cứ tăng lương là tăng thu từ dân. Nếu ông Trọng cho dẹp bỏ bộ máy đảng, dồn lương vào bộ máy nhà nước thì ắt cán bộ sẽ có mức lương cao. Người dân Việt Nam đang bị bóc lột đến tận xương tủy bởi họ đang phải gánh một bộ máy cồng kềnh và tham nhũng tràn lan. Với thể chế này và với bộ máy này thì dù có siết cổ dân để tăng lương cho cán bộ thì cũng không thể tăng được bao nhiêu, bởi tiền từ dân đã bị bọn tham nhũng thi nhau xà xéo cho vào túi riêng. Đồng thời, bộ máy quá đồ sộ khiến tiền lương tăng lên không được bao nhiêu, không đủ để bù vào trượt giá do lạm phát. Mới đây, bà Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết chính quyền đã tuyển thêm hơn 42.000 công chức viên chức bù vào cho con số 10.880 người nghỉ việc, thôi việc, nghĩa là họ tuyển 4, bù 1. Vậy thì làm sao có thể tinh gọn bộ máy nhà nước? Đảng chỉ đang làm phình bộ máy nhà nước ra mà thôi, mà một khi siết cổ dân không đủ để bù vào phần phình ra, thì chắc chắn Đảng Cộng sản đã cải cách tiền lương thất bại. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.de với bản tin Đảng siết cổ dân để cải cách tiền lương hay nuôi tham nhũng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.de để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.de.